Dante sau khi tung cả một cầu đối chuyền và cây chuyền hai vào sân thì Philippines đã phần nào đánh mất thế trận và đã không có được sự ăn ý. Ít phút vừa qua, ở vị trí đối chuyền của Philippines, Chocomucho đó là Tolentino và cây chuyền hai mang áo số 12 Ferre Zenena. Khá bất ngờ, đó là một tình huống triển khai tấn công đánh biên số 4. Tính bất ngờ đã được tạo ra trong tình huống phân phối bóng vừa rồi. Và tất nhiên thì số 16 bên phía Australia, Charlotte, cũng đã có được một pha xử lý đủ thông minh. Trước đó thì tưởng như đó là đường chuyền sau đầu ra vị trí biên số 2, nhưng Australia đã gây được bất ngờ khi chuyển sang Rodina thôi. Thì chắc chắn bài toán tấn công của Australia sẽ được giải một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Rất nhiều những cơ hội được tổ chức tấn công biên tương đối hay, nhưng rõ ràng là lực đánh của các mũi tấn công bên phía Australia là tương đối nhẹ. Philippines vẫn đang quyết tâm để giành lại từng điểm và duy trì việc dẫn điểm trước Australia. Nunak chắn bóng tốt. Không phải, đó là một pha đánh mà Australia chắn bóng và đã dụng chắn. Bóng rơi về phần sân của Australia, đó làm tình huống diễn ra tương đối nhanh. Điểm số vẫn đã thuộc về Philippines sau tình huống vừa rồi, 20-18. Đây là một hiệp đấu, một set đấu giằng co hơn rất nhiều so với những gì đã được chứng kiến ở set đấu đầu tiên. Tấn công hay. Một pha tổ chức đánh nhanh. Và điều này khiến cho phòng thủ hàng sau của Philippines có phần bị bất ngờ. Một pha đánh lao ngắn và khiến cho libero bên phía Chocomucho có lẽ đã bị đau. Australia, Chocomucho đang sở hữu những cầu thủ có được sự đồng đều hơn, và thậm chí là họ đang có một Rodina nói là thi đấu rất hay. Chắn bóng không thành công, chỉ một mình Rodina tham gia bám chắn và chừng đó là chưa đủ trước cú đánh của Burton. Trong sân và xử lý tốt của Marayak Yerenia, phát hiện sau khi đã bị theo chắn giáp số 7 của Chocomucho đã có được một pha đánh điều chỉnh. Cú đánh lỏng tay khai thác khoảng trống cuối sân khá thông minh. 22-20, điểm số đang thịnh tiến về những thời điểm cuối cùng, còn sự chênh lệch về mặt điểm số thì vẫn chưa được rút ngắn. Australia vẫn chưa thể san bằng cách biệt. Hai đội đang giằng co nhau từng điểm một và một chút ưu thế vẫn đang thuộc về Chocomucho. Trận đấu đang diễn ra hấp dẫn hơn rất nhiều. Quả phát bóng tấn công
một lựa chọn 5 ăn 5 thua ở thời điểm này. Sẽ tùy từng góc nhìn, hoặc là cho rằng đó là một cú phát bóng tấn công hơi mạo hiểm ở thời khắc rất quan trọng. Nhưng có lẽ Australia hiểu nếu như một cú phát bóng an toàn thì rất có thể cũng khiến cho họ phải gặp một tình huống tổ chức tấn công từ phía đối phương. Toàn tính đã không thành công và huấn luyện viên của Australia đã quyết định xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Australia vừa rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn một điểm trước chính sự trợ giúp của đối phương, với một tình huống mà cầu thủ bên phía Chukwuemeka phát bóng ra ngoài. Giờ là lúc mà trông chờ vào một pha chắn bóng tốt của Australia để giúp cho họ quân bình tỷ số. Hãy chờ xem, Australia đã có một xét động. Tính chất quyết định của xét đấu thứ hai, huấn luyện viên Dante của Chukwuemeka đã quyết định xin tạm dừng trận đấu. Một quả phát bóng dành cho Chukwuemeka và hãy chờ xem Australia xử lý tình huống này như thế nào. Đâu sẽ là cái tên được lựa chọn cho việc đưa ra một pha dứt điểm cuối cùng trên lưới.